Rồi, Hải thân chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay Hải đến với anh em mình bằng một cái video là chữa bệnh cho gà nữa nha. Thì đó là bệnh gì nha? Thì mình cũng nói luôn, đó là bệnh ORT nha. Nói chung thì cái tên khoa học nó dài, nhưng mà cái tên viết tắt nó chỉ đơn giản ba chữ gì thôi nha. Nhưng đó là bệnh gì nha? Thì cái bệnh này ha, anh em mình nuôi gà thì thường gặp hoài nha, nhưng mà không biết nó là bệnh gì và điều trị cũng không hiệu quả nha. Đâu đó anh em mình thường thấy con gà nó thở mà rít ra thành tiếng nha, đặc biệt là những con gà nó bị hơi nặng rồi là nó hả họng nó ngáp, nó ngáp khí. Anh em mình để ý cái chỗ này nó hả họng nó ngáp khí và nó bị sốt nhẹ nha. Rồi nhìn cái biểu hiện bề ngoài của con gà thì nó không còn hoạt động nhanh lẹ nữa là cái thứ nhất. Bên cạnh đó thì mặt của nó luôn là tái tái nhợt nhợt nha, lý do là thiếu oxy đó. Và nó quan trọng là nó đứng một chỗ để nó thở thôi nha, nó ngước lên nó thở rồi, nó quan trọng cho đó. Thì cái con gà mắc bệnh này thì luôn luôn ở trong cái tình trạng là thiếu oxy để thở nha. Và ở trong phổi nó đang tích mủ và mủ đóng là thành kén. Còn cái đường hô hấp trên của nó thì nó đóng nhiều bã đậu, nó làm ép hẹp lại cái khả năng là hít thở của con gà. Cho nên con gà luôn luôn có cảm giác là thiếu hơi thở, thiếu không khí, thiếu oxy nha. Rồi điều trị như thế nào? Đầu tiên anh em mình làm gì làm phải thông được cái đường thở cho con gà nha. Rồi đầu tiên thì để giải quyết cái vấn đề là hen khẹt của con gà, mình giải quyết cái triệu chứng trước nha. Tại vì con gà nó chết thường là nó do bị ngạt thở nha. Cho nên anh em mình cứ ra ngoài tiệm thuốc thú y mua loại thuốc lông đờm tinh dầu bạc hà ha. Loại thuốc lông đờm nha, tinh dầu bạc hà, về nhỏ vô miệng cho con gà, nhỏ mũi nhỏ miệng cho con gà mình uống liền nha. Pha nước cho con gà mình uống luôn càng tốt. Anh em mình nhớ mua cái loại tốt, loại xịn là ok nha. Đó, mình trị bệnh cho gà, mình trị bệnh cái triệu chứng này nha. Thì cái bệnh này anh em mình phải điều trị từ 3 đến 5 ngày nó mới hết nha. Nếu anh em mình sử dụng thuốc xịn thì đâu đó khoảng 3 ngày là nó ok. Còn anh em mình mà sử dụng thuốc dở dở thì kéo dài khoảng 5 ngày nha. Nhưng Hải hy vọng anh em mình cứ xài thuốc xịn nha, đừng có sợ tốn tiền là cái thứ nhất. Bây giờ mình điều trị cái bằng thuốc lông đờm rồi phải không? Bây giờ thì cái con gà của mình nó bị bệnh. Nó bị bệnh là do độc tố của vi khuẩn nó gây ra. Bây giờ bị bệnh động mà cái độc tố này á thì nó tích tụ ở gan. Cho nên mình phải mua một loại thuốc là giải độc gan cấp. Nó giải độc gan cấp cho con gà nha. Là con gà mình nó đang cái tình trạng gan nó đang bị nhiễm độc do cái độc của vi khuẩn bệnh này nó gây ra. Thì mình để điều trị tốt cho con gà thì phải mua thuốc giải độc gan cấp cho con gà ha. Rồi bây giờ tới cái công đoạn mình sử dụng kháng sinh để mình điều trị bệnh cho con gà nha. Thì anh em mình cứ ra ngoài tiệm mua một chai thuốc Doxyfloor loại tốt nha. Đó, về là mình coi theo hướng dẫn sử dụng và chích cho con gà mình nha. Tùy theo số lượng ký gà lớn gà nhỏ, anh em mình sử dụng theo cái hướng dẫn trên đó nha là ok nha. Hoặc là anh em mình sử dụng cái loại thuốc nào có thành phần amoxicillin cũng được nha, để về mình tiêm chích cho con gà nha thì cũng ok. Rồi bên cạnh đó thì anh em mình kết hợp thêm cho Hải một loại thuốc uống nha. Đó gọi có cái tên gọi là alpha choi nha, thuốc dĩ nha. Anh em mình cứ ra ngoài tiệm thuốc tây mua. Cái loại thuốc này là giúp lông đòm chống khò khè đầu cho em bé, cho con nít á. Anh em mình cứ mua về và nhét cho con gà mình nha, sáng một viên, chiều một viên. Đó. Một dĩ nó không có bao nhiêu tiền nha. Nếu mà gà mình ít thì mình mua một dĩ thôi, còn gà mình nhiều thì mình mua 2-3 dĩ đó ha. Thì cái phác đồ điều trị của Hải giới thiệu sơ qua cho anh em mình nha. Điều trị từ 3 tới 5 ngày thì nó mới hết nha. Và tới đây thì cái nội dung video Hải cũng kết thúc luôn nha. Rồi tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em mình ở clip sau.